Em ơi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Cái video này em sẽ chia sẻ cho anh chị chúng ta đăng ký cái sàn là S2B. Thì cái sàn S2B này nó liên quan, nó cũng là của cái dự án là Swap2B này anh chị nha. Đây em sẽ vào cái app. Thì cái Swap2B này lúc trước là em có chia sẻ anh chị mình, chúng ta nhận miễn phí Android từ cái chương trình của họ. Đó là cái đồng là STF. Và hiện tại cái đồng STF này họ đã cho chúng ta swap sang cái đồng là một cái đồng khác là SWB. Đó. Thì bây giờ á, mấy hôm bữa em có nói anh chị là chúng ta khoan hãy tạo cái tài khoản của cái sàn chúng ta làm. Tại vì nó còn mới, nếu mà chúng ta làm là cái chúng ta swap là chúng ta sẽ bị mất cái đồng STF, nhưng mà chúng ta chưa không có nhận được cái đồng kia nha anh chị. Thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ anh chị cái cách chúng ta đăng ký cái sàn và chúng ta swap nha. Rồi, đó là thông tin cơ bản em muốn chia sẻ. Và khi mà anh chị đăng ký cái sàn S2B á, thì chúng ta sẽ được đào cái đồng của cái con sàn đó nữa anh chị nha. Bây giờ cái việc đầu tiên á, là em sẽ cập nhật lại cái thông tin mới nhất từ cái dự án ha. Cái thứ hai nữa em chia sẻ cho anh chị cái cách đăng ký cái sàn S2B. Chúng ta đăng ký sớm, chúng ta đào sớm, sau này thì có giá chúng ta bán. Em thấy cái sàn cũng khá là ok đấy anh chị. Rồi bây giờ là ở đây là cái phần mà em đã copy được. Và bây giờ em sẽ nói sơ qua anh chị ha. Nó hơi lằng ngoằng ở cái chỗ mà chúng ta swap cái đồng ETF sang cái đồng kia. Rồi thông báo về tỷ giá chuyển đổi. Người dùng thân mến, theo tokenomics, số tiền được chỉ định 5% của tổng số lượng SWBC là chúng ta sẽ swap cái đồng ETF sang là SWBC nha anh chị. Tổng nguồn cung cấp của nó chỉ có 33 triệu thôi. Là một món quà miễn phí cho cộng đồng trong chương trình Android đó, thì họ chỉ trích ra là 1.650.000 SWBC sẽ được đúc thành giá trị TBC Tobecon, tức là cái đồng là SWBC này họ sẽ đúc sang thành cái đồng TBC tức là Tobecon trong tương lai gần anh chị nha. Đó. Rồi tiếp anh chị, Android của chúng tôi kết thúc vào ngày 26 tháng 4, tức là lúc trước chúng ta nhận cái đồng ETF á, đã kết thúc vào ngày 26 tháng 4 rồi nha. Và tổng số ETF hiện có trên thị trường là 37.132.663.457 ETF, không bao gồm ví dân lặng nha anh chị, được giữ trong quỹ Swap2B của chúng tôi. Thì cái Swap2B em vừa vào đây nè, đây là cái quỹ nha anh chị nha. Đó. Rồi còn cái S2B mình chuẩn bị đăng ký, đó là cái sàn đã có hơn 500.000 thành viên tại hơn 30 quốc gia nè. Bây giờ chúng ta sẽ quán đổi, tức là một, em nói nhanh ha, một ETF nó sẽ sắp xỉ là 0.000443 cái đồng là 43 đô, thì nó sẽ tương ứng là một ETF sẽ bằng là 0.000443 SWBC, thì cái SWBC này họ quy ước là sẽ 1 đô ha. Rồi thì ở đây nó có một cái nữa hay nên chị, hơn nữa vì sự phát triển bền vững của dự án 2B Chain và minh bạch mọi vấn đề liên quan đến tokenomics, tổng chương trình Android đã được công bố chiếm 50% tổng nguồn cung con sẽ chia sẻ cho 12 hệ sinh thái. Ghê không chị, nó sẽ làm việc với 12 hệ sinh thái đấy. Vì vậy chúng tôi phải tuân thủ theo cam kết này. Thì ở đây á, nó có những cái thông tin liên quan. Nè, ở đây là tiếp tục nè, khai thác TBC trực tiếp trên ứng dụng quỹ Swap2B. Thì trong thời gian tới thì chúng ta sẽ khai thác tiếp được cái đồng TBC này của họ nha. Tobecon với tổng nguồn cung là 66 triệu TBC sẽ có giá trị lớn và thực sự lâu dài. Dự kiến chức năng mining TBC sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 8. Cảm ơn mọi rất nhiều. Đó, thì cái này khi nào có thì em sẽ cập nhật tiếp. Rồi tiếp tục một cái tin rất là quan trọng nè. Người dùng thân mến, chúng tôi cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và chân thành xin lỗi vì đã để bạn đợi. S2B, đây là cái sàn nha, S2B.com được hoàn thành. Và vì tất cả những bất tiện mà bạn đã gặp phải, chúng tôi xin thông báo rằng việc đăng ký tài khoản mới trên S2B.com đã chính thức mở nha anh chị. Đó, bây giờ mình làm là ok đó. Và người dùng có thể hoán đổi ETF sang SWBC, hãy tận hưởng thời gian của bạn và chúng tôi sẽ sớm gửi đến bạn video giới thiệu cách hoán đổi từ ETF sang SWBC. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành từ nhóm hỗ trợ của Swap2B. Đó, thì tóm lại là chúng ta sẽ đăng ký anh chị nha. Mình đăng ký anh chị. Anh chị khi nhấp vào cái đường link em để ở dưới cái phần mô tả
hoặc là trong cái phần tin nhắn đã ghim thì nó sẽ hiển thị đó đến như thế này nè anh chị. Mình đăng ký cái sàn này em thấy nó rất là cái giao diện sàn rất là đẹp và rất là hay anh chị ha, nhìn là rất là chuyên nghiệp luôn. Và hơn nữa là trong tương lai họ sẽ cho mình khai thác cái đồng là BT, cái đồng chính của con sàn này ha, nên là anh chị không nên bỏ qua. Rồi bây giờ ở đây anh chị sẽ nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, anh chị nhấp cái chữ mở bằng trình duyệt cho em nha. Rồi mình nhấp, mình sẽ chọn cái chữ đăng ký nha anh chị nha, đăng ký nè đó. Rồi cái email này thì chúng trước khi làm á, lấy cuốn sổ ra ghi cho em là sàn S2B ha, để ra là cái chữ web luôn, rồi cái gmail nè, cái số điện thoại, rồi cái mật khẩu cho em nha đó. Rồi bây giờ nè, cái email thì chúng ta sẽ chọn cái email mà chúng ta sẽ đăng ký nha anh chị. Em sẽ lấy cái email này. Rồi cái số điện thoại á, thì anh chị sẽ là nhập cái số điện thoại của mình muốn đăng ký vào ha, 0913560952 đó, em sẽ bỏ cái số 0 đầu ha. Rồi cái mật khẩu này á, thì như em nói là chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt và ít nhất là khoảng từ 8 ký tự trở lên. Anh chị nhấp vào cái con mắt bên phải sẽ chúng ta mở lên ha. Em sẽ dán cái ID giới thiệu này, thì anh chị nhập cái ID trên cái màn hình của em nha anh chị ha, cho nó chuẩn nha. Tại vì cái này nó theo cái chương trình, cái chương trình liên kết cộng đồng á. Rồi sau đó anh chị nhấp vào cái này, tôi đã đồng ý thỏa thuận người dùng và chính sách bảo mật anh chị nha. Sau đó chúng ta nhấp vào cái chữ đăng ký đó. Rồi bây giờ anh chị sẽ nhấp vào cái chữ lưu nha đó. Ok bây giờ á, để mình vào cái Gmail mình kiểm tra coi là họ có gửi cái mail về cho mình để xác thực cái tài khoản không nghe anh chị. Anh chị nhấp vào cái biểu tượng phía bên phải nè, nếu như chúng ta sử dụng nhiều cái Gmail ha, nhắn giữ kéo xuống cho em. Mình có thể chọn trong cái thư gác nè anh chị. Nè, nó sẽ nằm trong cái mục thư gác nha anh chị. Chúng ta nhấp vào đây. Đó, anh chị sẽ thấy nè. Ok, như vậy là chúng ta đã đăng ký được nha anh chị nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại đây anh chị. Mình sẽ đăng nhập vào ha. Đó, mình đã lưu rồi thì mình sẽ nhấp vào rất là dễ. Anh chị tích vào cái ô vuông nè. Còn nếu như mà chúng ta quên mật khẩu thì chọn cái quên mật khẩu, chúng ta chọn cái đăng nhập ha. Bây giờ họ mới kêu mình là xác minh Gmail. Bây giờ tiếp tục mình trở về cái Gmail của mình vừa đăng ký hồi nãy ha, mình nhấn vào giữ kéo xuống cho em nè, sẽ có. Mình sẽ lấy cái mã code 605632. Anh chị thấy này ha, 605632. Nhập vào 605632. Rồi, như vậy là chúng ta đã gì? Chúng ta đã tạo được cái tài khoản anh chị nha. Rồi anh chị vào cái ba gạch ngang phía trên bên phải nè. Ở đây nó có cái chữ là quái lệch nè. Nó có cái chữ profile, chúng ta nhấp vào cái chữ profile này. Chúng ta nhấp vào cái chữ profile, sau đó chú anh chị nhấp vào cái chữ là security nha. Nè ha. Ở đây á, để chúng ta thiết lập cái Google AdSense. Anh chị thấy cái Google AdSense nè, chúng ta cần phải bật cái này lên nha anh chị. Mình sẽ nhấp vào nè. Anh chị nhớ là ghi mấy cái cụm từ khóa của cái Google AdSense nha, để sau này chúng ta còn cái để chúng ta lấy cái code nha anh chị. Mắc cái này là mắc cái tài khoản đấy. Anh chị nhấp vào đây. Anh chị sẽ thấy một cái dãy số này nè. Cái dãy số này nè, chúng ta cần phải nhấp vào hai tờ giấy chúng ta sao chép nha. Chúng ta sao chép vào cuốn sổ cho chắc đi rồi chúng ta hả làm bước tiếp theo nha anh chị. Đó. Rồi ở đây á, anh chị sau khi chúng ta ghi vào cuốn sổ nhật ký rồi, mình có thể nhấp vào cái biểu tượng tờ giấy này, chúng ta copy một cái nữa. Sau đó anh chị cần phải tải về lên cái xe tay á, tải về cái AdSense này nè, AdSense Ticano nè. Để em làm luôn, nó chậm mà nó phải chi tiết cho anh chị mới được. Anh chị vào cái xe tay á, hoặc là App Store anh chị gõ là Google AdSense. Đây nè. Cái biểu tượng này mới đúng nha anh chị ha.
hơn 100 triệu nè. Chúng ta nó chúng ta nhấp vào chữ cài đặt, chúng ta thiết lập nó xong thì nó sẽ nằm như của em đó. Rồi cái này nó không có quay màn hình, nhưng mà em nói anh chị nào chúng ta biết rồi thì thôi, còn anh chị nào chưa biết thì nghe nha. Ở đây chúng ta nhấp vào cái dấu cộng phía dưới bên phải nè, chúng ta chọn cái chữ là dòng 2 nhập khóa thiết lập ha. Sau đó cái tên tài khoản thì anh chị gõ cho em là cái ghi làm sao để mình dễ nhớ là ghi cái sàn EX to be ha, để chúng ta nhớ sau này chúng ta lấy á, EX to be mình nói như vậy đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ dán cái khóa của mình vừa sao chép vào, sau đó mình nhấp vào cái chữ thêm. Cái loại khóa thì chúng ta để là dựa theo thời gian nha, chúng ta nhấp vào thêm. Anh chị nhấp vào thêm xong á, sau đó chúng ta trên màn hình chính này chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ thấy cái chữ là sàn swap to be. Chúng ta sẽ nhấn và giữ nó sao chép 6 số sau 60 giây. Sau 60 giây họ sẽ là đổi một cái mã mới. Anh chị nhấp vào chữ bật 2FA nè. Lỗi hoặc sai à. Để em làm lại một lần nữa nha. Rồi, nó đổi mã mới anh chị. Trong vòng 60 giây họ sẽ tự động đổi một cái mã mới. Anh chị làm qua 60 giây là chúng ta cần phải làm lại ha. Cái này em làm kỳ vậy ta. Chờ cái anh chị. À, em lấy nhầm cái sàn. Tại vì em đã thêm của cái swap to be bên kia mà em lấy của nó em dán vào sai phải rồi. Đó, cái này lỗi do em ha. Đó, anh chị thấy không? Nó có cái chữ bật thành công là em đã thi liên kết được rồi. Sau khi mình đã liên kết được với cái Google Outend anh chị thì chúng ta sẽ quay trở lên ha. Anh chị sẽ kéo sang phải có cái chữ xác minh nè, chúng ta nhấp vào đây. Mình cần phải xác minh cái tài khoản này trước, sau đó chúng ta mới có thể là swap cái đồng STF sang cái đồng SWPC nha anh chị. Ở đây nó sẽ có 3 bước nha anh chị. Thì chúng ta xác minh cái bước 1 nha. Đó, chúng ta cứ xác minh cái bước 1 trước đi. Còn cái bước 2, bước 3 thì khi nào mà cái sàn họ cho chúng ta giao dịch này kia thì chúng ta sẽ liên kết ngân hàng cũng như là chứng nhận ngân hàng ha. Bây giờ mình sẽ nhấp vào cái bước 1 nè. Chúng ta chọn bắt đầu ngay. Thì ở đây cơ bản là nó em chỉ nói thôi ngang chứ em không có thực hiện chi tiết. Thì anh chị chúng ta thông cảm cho em, tại vì YouTube không cho đăng cái thông tin cá nhân lên trên đây. Họ và tên. Thì bây giờ cái họ nè. Cái họ như em là Nguyễn Hùng nè. Bao gồm cái họ và cái tên lót. Tên là chỉ nhập duy nhất cho em cái tên mình thôi nha anh chị ha. Nguyễn Hùng Tỉnh Quyết Hoa, khoảng cách có dấu. Rồi cái giới tính này thì male là nam, female là nữ nha. Em chọn male. Quê quán thì anh chị sẽ chọn và chúng ta ghi đúng trong cái giấy chứng minh nhân dân của mình, căn cước công dân của mình. Em nghĩ tốt nhất chúng ta nên sử dụng cái căn cước công dân mới đi. Tại vì cái sàn này nó uy tín, với lại nó là em thấy cái sàn này về lâu về dài nếu mà chúng ta giao dịch trên đây thì nó sẽ rất là ngon anh chị. Rồi, cái quốc gia thì mình chọn Việt Nam. Cái hộ chiếu này thì em nghĩ là chúng ta dùng cái hộ chiếu nè, tức là cái passport hoặc là cái căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hoặc là cái bằng lái xe đều được anh chị ha. Có cái nào mình sử dụng cái đó. Rồi ở đây cái điều muốn nói nè, ảnh chụp chứng minh nhân dân căn cước công dân mặt trước thì anh chị chụp cái mặt trước, chúng ta nhấp vào đây và chúng ta tải lên. Nếu mà nó cho họ cho tải á thì chúng ta tải lên, còn không cho thì chúng ta phải chụp trực tiếp nha anh chị ha. Rồi tiếp theo là cái hình thứ hai là cái mặt sau, cái thứ ba là cái ảnh chụp toàn mặt. Thì cái ảnh chụp toàn mặt này nè, nếu mà anh chị muốn cho nó chuẩn luôn á thì anh chị nên để cái chứng minh nhân dân căn cước công dân của mình phía trước cái ngực của mình, dưới cái cổ mình á. Rồi chúng ta nhờ bạn bè người thân chụp cho chúng ta lấy cái khuôn mặt ngang vai với cái trong đó có cái hình chứng minh nhân dân của mình, làm sao mà khi người ta zoom lên á người ta đọc được những cái chữ trong trỏng là ok anh chị. Và nếu như trong trường hợp mà anh chị chúng ta tải lên cái ảnh nó không lót lên được thì cái này có thể do cái ảnh của chúng ta nó quá là nhiều dung lượng. Thì mình cần lấy cái hình ảnh đó mình gửi lên trên Messenger Facebook để anh chị tải đi tải về làm khoảng 4-5 lần, 6 lần gì đó cho nó giảm cái dung lượng lại. Chúng ta gửi lên một cái là ok liền. Rồi anh chị bắt đầu làm nha. Sau đó mình tải lên hết, mình nhấp vào chữ bắt đầu ngay cho em. Rồi nha anh chị. Sau khi mình chụp những cái ảnh chúng ta gửi lên á thì mình gửi thì họ bảo là đang chào việc ha, thì anh chị chào việc. Đó. Anh chị chào xác việc xong
Thì khi mà xác duyệt xong thì ở đây nó để cái chữ là đã xác duyệt anh chị, kiểu như vậy. Rồi đó là coi như ok. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái bảo mật nè, để em xem ơi là mình liên kết luôn được hay không nha. Cái này em sẽ làm xem sao, nếu mà được thì cũng sẽ chia sẻ anh chị, còn nếu mà không được thì em sẽ tiếp tục cập nhật ở cái video tiếp theo. Bây giờ anh chị sẽ thấy cái chỗ là liên kết swap to be nè, đó là chúng ta liên kết với cái ví swap to be mà lúc trước chúng ta nhận cái đồng là ETF anh chị. Bây giờ mình nhấp vào cái chữ bật ha. Rồi bây giờ anh chị lưu ý cho em nè, cái nhập tài khoản swap to be, cái tên tài khoản á là cái tên anh chị đăng nhập vào cái ví, và cái mật khẩu này cũng là cái ví đăng nhập của bên cái ví swap to be luôn. Còn cái thứ ba là cái mã xác thực á, là cái này là chúng ta lấy bên Google AdSense. Bây giờ em sẽ làm cho anh chị xem nha. Mình sẽ về cái ví swap to be nè. Ở đây anh chị sẽ thấy của em là cái tên là Hùng Tỉnh 93, còn như anh chị đặt thế nào thì nó sẽ là như thế đó nha. Ở đây mình sẽ ghi vào nè. Đó. Rồi sau đó mình sẽ nhập cái mật khẩu vào nha anh chị. Rồi sau khi em nhập cái mật khẩu vào rồi, ok. Anh chị cần thiết thì mở con mắt phía bên phải ha. Sau đó em sẽ nhập cái mã xác thực swap to be này, thì em sẽ vào cái Google AdSense nha. Anh chị vào cái Google AdSense cho em. Mình sẽ kéo xuống nè anh chị. Mình sẽ kiểm tra swap to be có nè, sao chép nó 6 số. Về đây chúng ta dán vào cho em. Sau đó anh chị nhấp một cái chữ liên kết ha, xem được hay không. Rồi như vậy là không được nha anh chị. Cái này là bắt buộc là chúng ta phải được việc KC xong chúng ta mới có thể là liên kết nha. Rồi tóm lại là cái vấn đề mà liên kết và swap em sẽ chia sẻ ở cái video sau nhanh nhất có thể cho anh chị khi em được việc KC thành công. Rồi bây giờ á, tiếp theo nè anh chị, có cái mục giới thiệu nè anh chị nhấp vào bên phải nè. Thì ở đây có cái liên kết giới thiệu, anh chị làm xong á, anh chị có thể giới thiệu cho bạn bè ha. Thì đối với cái sàn ES Tobi này nè, chúng ta tạo tài khoản, cái thứ nhất cái lợi của chúng ta là swap được cái đồng ETF sang cái đồng là SWPC là một. Cái thứ hai nữa chúng ta sẽ được đào cái đồng token của nó ha, như hồi nãy em nói. Cái thứ ba nữa là đây là một trong những cái sàn mới, nhưng mà em thấy cái sàn nó giao diện thiết kế rất là ok, như một cái sàn chuyên nghiệp lớn, nên tương lai sàn này phải phát triển mạnh ha. Và cái lợi của chúng ta là chúng ta sẽ giao dịch trên cái sàn này về lâu về dài ha, sẽ rất là ok nha anh chị.